Từ ngày mai, 3 tuổi hưởng mưa tiền biển lộc, làm đâu thắng đó, giàu lên trông thấy. Tử vi 12 con giáp nói rằng 3 tuổi này có vận trình tài lộc rực rỡ, nhiều người cũng phải ghen tị. 1. Tuổi Thân. Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Thân đang bước vào giai đoạn tài lộc vượng phát. Con giáp này có những cơ hội mới trong công việc. Bản mệnh nên mạnh dạn thể hiện khả năng và sự sáng tạo của mình. Những ý tưởng đột phá có thể mang đến lợi ích lớn cho tập thể, được cấp trên đánh giá cao. Phương diện tài chính của bản mệnh có sự khởi sắc. Thu nhập của tuổi Thân ngày càng ổn định, gia tăng theo từng giai đoạn. Các dự án, kế hoạch trước đó mang lại nguồn thu tốt cho con giáp này, cuộc sống thêm phần thoải mái, dư giả. Người làm công việc đầu tư cũng có lợi nhuận tốt, giúp gia tăng khối tài sản. 2. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu chuẩn bị đón một khoảng thời gian với rất nhiều điều mới mẻ, bất ngờ. Bản mệnh có thể đón nhận nhiều cơ hội làm ăn mới, tài lộc dồi dào. Trên con đường phát triển sự nghiệp, bản mệnh có thể phát huy tối đa khả năng làm việc, lãnh đạo cũng như tinh thần độc lập, sáng tạo của mình. Sự chăm chỉ, kiên trì giúp con giáp này đạt được thành tích tốt, để lại ấn tượng sâu đậm với cấp trên và đối tác. 3. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thông minh, kiên định và chuẩn bị bước vào giai đoạn đầy hứa hẹn với những cơ hội bất ngờ. Con giáp này có thể mong chờ vào việc thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh gặp nhiều may mắn và thành công. Công việc đang dang dở, được giải quyết một cách êm đẹp. Những nỗ lực trong suốt thời gian qua mang lại hiệu quả tốt. Tài chính của bản mệnh được cải thiện, các khoản đầu tư sinh lời lớn. Bản mệnh có thể nghiên cứu thêm các lĩnh vực mới, giúp gia tăng thu nhập trong thời gian tới.